đi đâu dữ vậy? Ngót à? Chắc nghĩ sảy chùa. Chỗ này con bò đủ thứ màu ha. Ừ. Mở cửa. Hello, hai bò. Hi. Giờ đâu gặp bò không chào hỏi gì ta? Đi đâu đi dữ vậy? Nhưng mà bướng à. Nó mặt nó nữa à. Này bò ta nuôi ăn thịt đấy. Vậy hả? Angus. Có con nào con lấy con to quá anh hả? Ừ. Trời, nguyên một đàn chắc mười mấy hai chục con anh hả? Con ấy nhìn mặt hiền á hả? Ừ. Mà con này thấy nhìn nó buồn buồn. Thấy không? Con này nè, nhìn mặt buồn buồn. Ừ, không mà mấy anh trẻ năm cởi đây. Này, nãy này anh nghĩ chắc nó bị xúc chuồng nha. Thôi đi. Bye bye. Mệt chưa? Anh ba ơi, lên đây nè. Đó. Giờ mình lại cái đồi hôm hổm mình có hái từng trước các bạn, mình coi vô giống mình coi coi. Đi lên đi em, mệt chưa? Thật khỉ. Đây leo chút xíu là mệt dữ lắm các bạn. Ừ, nó to ha. Ừ. Không đọc mà. Ê, nơi nhưng mà không phải đâu nha. Cái này là mình không có được ăn nha cả nhà. Nhìn thấy xa xa, nhìn thấy rất là giống nấm tùng nhung luôn. Em làm kỹ ra cho các bạn coi. Ok. Từ từ. Đây, lấy được rồi nè. Đây, wow. Đây nè cả nhà. Nè cả nhà thấy cái nấm độc nè. Nó nhìn xa rất là giống nấm tùng nhung. Nhưng mà cả nhà thấy không, cái thân của nó đây nè, nó phù ra. Ngay chỗ này nó phù. Mà ở trên đây thì nó tôi tốt, nó nhỏ hơn ha. Còn nếu mà nấm tùng nhung á, là ở trên đây như nó phù ra, giống như nó suông xuống rồi ở dưới. Nó nhọn, ở dưới nó nhọn. À. Với lại nè, nấm độc cả nhà thấy không, ở trên cái bề mặt của nó đó, nó có nhiều dải. Mấy cái lớp phấn đó cả nhà. Như tại vì hôm nay mưa á, rồi cả nhà không có thấy được cái lớp phấn của nó, chứ bình thường nếu mà khô ráo hả, cái phấn của nó bọc bong ra luôn á. Ừ. Cái này nó cũng như gòn á, cái này lớp này mình cạo ra được nè các bạn. Dạ. Dạ. Nó mềm xèo hết á. Cái nấm này, mấy cái nấm độc thì các bạn đụng cũng không sao đâu các bạn đừng có lo. Mình đụng nó không có thấm vô cái da của mình, không có bị độc đâu. Trừ trước phi là khi, mình trước khi mình ăn á, rửa tay cho sạch. Nếu mình ăn thì bị thôi. Dạ. Chứ các bạn đừng có sợ đụng tới mấy cái nấm độc, mình đụng tới để mình học hỏi. Dạ. Nay còn hiếm ha. Nấm nay còn hiếm. Ở đây thấy khô khô hả? Đây nè em. Ôi, coi chừng chỗ này có, như bên đó kìa. Coi chỗ u chừng. Coi kỹ. Tự nhiên vô đây cái không dám bước lên nữa nha. Mình đi vô mình coi thấy cái nấm trắng trắng cái là mình coi vòng vòng các bạn. Dạ, tại vì thường nó một cái bắt đầu nó dính chùm đó nữa. Nó u lên á. Coi kỹ lại. Nghĩ hái ra đi em ơi. À, từ từ. Em hái đi, anh nhìn em vòng anh coi. Này nở rồi ha. Này nó hơi nở. Nhưng mà cũng còn ăn được đó nha. Ừ. Này nó u nè, phải không? Coi nè, phải không nè, coi chừng nó nè. Phải không? Không phải.
hên xui các bạn ha. Nhiều khi mình trúng ổ, nhiều khi có lai que vài cái thôi. Ở bên đây nè. Hồ trúng trắng trắng cái đống kìa. Nhiều khi mình quay phim mình không để ý các bạn, mình quay cái mình nhìn chỗ khác không à. Vừa quay vừa nhìn. Cái này chắc ai mở ra nữa hả nữa. Ừ. Cho nên nhiều khi mình quay tùm lum hết đó. Nhìn tưởng nguyên ngổ nắm tùm nhung. Ừ. Trúng cái này là vô mắm á. Ừ. Nhúng sữa không à. Đi đây. Bên kia cũng nó trắng cái đống rồi. Nấm này thì nấm cái nấm loại gì mình không biết, hôm nay mình cũng chưa coi lại nữa, nhưng mà không phải là nấm ấy đâu nha các bạn. Nấm gà tây á, gà tây thì rất là tốt, rất tốt cho sức khỏe, mắc tiền nữa. Đây à, nhỏ ha, có không? Trời ơi, không phải nấm đậu. Ôi, các bạn coi nè, nó nhỏ xíu, đâu có, nếu các bạn không kỹ cẩn thận á, đâu có phân biệt được. Nguyên cục không? Nhưng mà nấm độc. Nhưng mà cái gốc mà nó mập cũng như cứ như ông địa vậy các bạn. Mà nó dai, nó dãi dãi. Nhìn từ xa cũng uống nụ ha. À, thấy không? Cái kia cái dưới đít nó uống nụ mà cũng như ông địa thịt khuôn luôn á. Nè, này người ta hái nè. Mà cũng đi ngang qua rồi ha. Ủa cái núm ấy nữa nè, hai núm này không em? Saffron, không phải saffron. Nấm rượu hả? Ừ. Cái nấm này nó mới vừa bung ha. Ừ, ngon, nó ngon chút ăn. Đây nè, độc các bạn thấy không? Giờ tới cái mùa này nấm độc ra nhiều lắm. Nhiều dữ vậy. Này giờ không trúng mánh này ha. Thôi giờ nghĩ chắc đi thẳng lên đồi đi em. Đi. Đi ba. Hả? Sao đi ngang không thấy coi kìa. Hả? Đi ngang vậy không thấy, hái đi. Tao thấy rồi đâu phải nấm. Nó đó. Hả? Nó nè. Không thấy em hái à. Nấm tùm nhung mạnh ba. Trời ơi anh hái. Hái không? Không thấy em hái à. Hả? Trời ơi, cái gì cũng sữa hết ráo. Nấm tùm nhung. Trời ơi, đây nè. Đi ra ngoài, đi ngang qua mà không thấy các bạn. Thấy anh mà tưởng, không không. Anh tưởng nấm đọt nữa. Ừ. Không ha, cái nấm bung u này mới vừa bung mà. Ừ. Này loại 2 các bạn, 2, 3. 3, loại 3 rồi. Ừ. Mấy này còn ngon. Sao dài dữ vậy em? Đồ đá này lên chỗ này lúc trên đây cát không à, đất cát các bạn. Nhớ chỗ này hổm mình hái mấy cái nấm ấy không em, không biết giờ nó còn lại không ha. Cái nấm mồng gà vàng á em, nhớ không? Có xong có anh thấy chỗ đó có u em coi thử đây. Ủa nó nè. Hả? Nó có đó anh ba. Ồ cái này được rồi các bạn ơi, này ngon quá luôn. Lắc lắc á. Ôi lên lắc kìa. Nấm này ngon, nấm này ngon nhất à. Ồ ngon nhất này. Này mình phải lắc qua lắc lại vài lần nó mới lên hết. Đó. À, ngon. Thẩn kem khó nè. Quá ngon luôn rồi nè. Này là này mới mọc ra không các bạn? Có cái nấm gì nằm trên gốc cây tỏ mè nữa. Này hả? Cái nấm đó nhớ là rồi hồi đó mình đi nó có tiếp xíu không? Lặng lặng đó các bạn, có cái nấm trắng trắng đó. Nè, hái được cái nấm sữa đó nè. Sữa saffron. Nè, thấy nó u cái đống này em ơi. Không phải. Coi, nhồng chỗ này anh ba. Nó u cái đống á.
đầu còn à. Kìa, cái kia nó u kìa. Ôi. U đây nữa nè. Không. U đây nè. Ồ, cái đống nè. Dạ. Hả? Cũng được nè. Mấy cái. Nguyên chùm chỗ này á. Nguyên chùm đó luôn á. Dạ, hồ ngon các bạn. Ngon lắm. Cao quá. Hai chỗ này thì hỏm mình có wow. Lại. U đây nữa nè. Tìm được nguyên một cái rổ thấm luôn nè. Dỡ cái gốc cây ra. Trời ơi, nãy giờ đi tìm chi mệt. Nghe cái này cũng mến nè. Thôi ôi, chỗ này ngon nè. Rổ có sẵn luôn các bạn. Hồi nãy bên kia kìa, bên kia nhiều bên kìa. Bên kia mấy cái kìa. Ừ. Tìm được cái nấm trong hồng màu đỏ đó, màu cam cam đó các bạn. Này, em hái cái kia đây, hái này kìa. Này chia nhau hái. Ôi trời, đã ta. Mấy cái luôn ha. Lắc cái nha, đừng có gỉ nha. Cái này các bạn gỉ rồi nó cũng bể luôn á. Lát chừng nào nó lỏng xong mình có cái cảm giác cái mình gị nó ra. Ôi ơi, nói xong cái vợ đậu cũng làm đứt rồi. Nè, thấy chưa? Mấy cái lúm nồi ngon nè. Em đừng cứ gị, anh kia em lắc á. Nó giòn quá nè. À, cái này cũng bự lắm nè. Ừ. Con kia, con kia. Này có nữa nè. Ôi ơi, còn khúc dưới đây vợ đậu là uổng thiệt á. Thôi kệ đi. Cá luôn. Ok. Ngon không? Ba cái hả? Ừ, ba cái. Cái polypores á. Ừ. Hồi cái mấy cái nấm này nè các bạn. Cái nấm này bỏ vô đầu cái này là năm đầu tiên mình đi là có một cục nhỏ xíu bằng trứng gà thôi. Mà năm nào mình hoành lại nó cũng nở ra vậy đó. Trứng như đá vậy. Không biết nó nấm gì. Có. Hả? À, bự nhưng mà chỉ đứng lại nha. Mình mới thấy được cái các bạn. Năm nay mấy cái nấm á nó mới lên á, mình đi phải tìm phải kỹ mới được. Đây mấy chỗ mà nó lú lú lên. Cái này thì không phải. Đây nè, bên đây nè em. Đây mới thấy nè. Ồ đây nè. Đúng rồi. Mình thấy không? Cái này nè. Em thấy nó nứt nứt lên nữa nè. Ồ mấy cái anh. Mấy cái? Hai cái. Hai cái. Wow. Cái này ngon nè. Ở bên đây. Bây giờ cái mùa này là nấm nó mới ra không à? Cái này nấm này nó. Cho nên nấm nào cũng rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Wow. Nhỏ á. Em nhỏ sợ nó ngon quá. Này giờ rung tay à. Anh thử coi anh làm được hai cái em được không? Cái này là cái nấm hòn. Nấm hòn nấm gì? À, nấm hòn mình phải lắc như vậy các bạn. Đó thấy chưa? Wow. Ủa đây cái nữa. Ồ oh, wow. Nhỏ. Thôi cái này đồ cái này cũng được rồi. Thôi để đi lắp lại. Hơi nhỏ. À, lên hai cái nhà quá khó đẹp luôn. Coi. Ồ, phủ phủi cái em. Để em phủi cái bụi ra. Em coi thêm. Ồ, này nước nè. Này nè, còn thấy không? Phải không? Ồ, nó quá đẹp quá bạn ơi. Quá đẹp luôn. Vô mắng. Thì mình tìm được một cái lúc nào cũng vậy đó. Mình phải nhìn vòng vòng kỹ các bạn. Hôm nay lắc đã luôn á. Lắc chừng nào cái mình có cái cảm giác nó vừa ấy cái mình kéo. Có ôm gì đâu anh à. Mấy cái em. Khoan đợi anh để anh chăm chú em ơi. Anh mới gãy một cái uổng lắm. Ừ. Wow. Wow, ngon dễ sợ không? Wow, nay tính là nấm nổi nhất không anh à. Cả nhà thấy mấy cái nấm đúc đúc như vậy cả nhà. Nó nhỏ nhất luôn nhưng mà nó giá trị nhất luôn á nha. Ừ. Ăn nó giòn. Nó giữ được lâu anh hả? Ờ, anh nhìn vòng vòng em coi chừng á. Ồ, dưới đây con cái nè. Anh nghĩ có thể á. Này thấy nước nước nè. Ồ, cục đá mà. Ồ.
Có không? Cái này tuần sau, mỗi tuần mình lên lại là nó bút bút gì không á? Ôi, phải đi qua bên kia đi, qua bên kia cả. Này núm nè em. Nè. Trời ơi, bự quá nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chị không quay lại nữa. Này biệt mấy con nai nó ăn đó các bạn thấy không? Nấm mà nó rú rú lên cái là mấy con nai lại nó ăn hết. Nai thích ăn mấy nấm này lắm. Yeah. Quá ngon các bạn ơi. Mập tàu lù luôn. Ồ, trên này nữa nè. Em ơi, lại đây này nhiều lắm em ơi. Lên đây nè. Trên kia thì hai vợ chồng anh chị hái đang cạnh cái đống. Lên đây nè em. Đây con cái nữa nè. Ồ, bự quá nè. Thôi coi chừng. Coi chừng á. Anh hái luôn đây ha. Tìm nhộng đây nhiều á. Nè các bạn coi nè. Ồ, đây ngon quá. Trời ơi. Đây bự dữ sợ luôn. Ồ, mấy cái này ngon quá em ơi. Sữa. Đây nè. Đây nè, đây nè. Một tiếp nữa. Mấy cái vậy? Nhỏ nhỏ nhưng mà được rồi. Này ngon nè. Anh lấy ra đi, nguyên cục đá kìa. Này phải lắc nè. Đây lắc rồi. Đây nè, lấy cục đá. Oh, wow. Quá ngon các bạn. Như chỗ này nó mới mọc ra nhiều lắm, coi chừng á, coi nhiều á. Nếu mà nó ok là nấm to lắm à. Ừ. Tìm đi, nó mới rộ ra không đó. Sao không, coi chừng á. Ghê quá. Lên mấy cái đồi này lúc nào cũng phải trượt hết. Đi. Như chỗ này đó nha, mấy hôm nay chắc trời mưa á, bởi vậy thì mấy cái cây như mấy cái lá mục đồ thì này kia nó rất là nhiều, bởi vậy rất là trơn luôn. Đi hôm nay trơn té mấy lần. Đây vậy. Như cái này tại do đi về đường xa cái nha, bởi vậy giờ anh Đậu anh coi dọn dẹp nấm á, cho nó sạch bớt cái gốc, tại cái gốc nó cát không à. Làm vậy cho về nó cũng đỡ chút các bạn, nó không có bị lem qua vô mấy cái nấm này nọ đâu, cho nó sạch chút xíu cũng đỡ. Cái này về mình không có rửa, mình để vậy cái mình giữ vậy luôn, mình cũng chà sơ lại thôi. Thì xong lúc mình ăn á mình rửa sạch. Ừ, lần vừa rồi em về em lấy mấy cái giấy em thấm ướt ra nè. Ừ, em lau sơ thôi, nhưng mà giữ được cũng một tuần hơn nè. Ừ. Mà cái nấm nó cũng còn tươi lắm luôn á. Cái nấm này giữ lâu lắm các bạn, mà từng hơn là cũng như là để mình ăn cho nó còn tươi dữ các bạn. Dạ. Yeah. Ăn rất là ngon. Còn nếu mà để lâu quá thì nó cũng như nó bay mùi, nó mất mùi, nó cũng không có. Nó cũng ngon nhưng mà không có bằng mà mình hái về mình ăn liền.
Cái nấm này ngon không em ơi? Ừ. Hôm nay hái được nấm búp không á? Ừ. Này trồng thuốc lá môn còn đang hái trẻ nữa các bạn. Mình chuẩn bị mình dọn xong cái mình đi qua cái đồi khác liền. Coi cái mấy đồi khác mình hái được nhiêu ha. Không biết hôm nay có hên nữa không á. Hả? Này hôm nay vô trong đây thì thấy nó cũng ok hết hả? Ừ, cũng le que nhưng mà cũng có thu hoạch các bạn. Không, cũng vui á anh. Hôm nay tính ra hái được nấm lợi nhất không à? Thấy mê. Hôm nay anh thấy ghẹo hay trồng thuốc lá môn là vui nhất. Dạ. lâu gặp mặt thì ghẹo chơi các bạn. Vậy mới vui chứ. Đi hái, nếu đi hái cực mà không có ghẹo. Đấy. Thấy cũng mệt lắm ha. Chứ đi hái là về là không phải là mình tranh giành mình hái các bạn. Mình về, mình hái mình quay thôi chứ mình về mình gom chung là gia đình ăn không. Nhiều khi mình chơi, mình giỡn qua giỡn lại vậy thôi chứ không có thật đâu nha các bạn. Anh đậu ngồi dọn dẹp cái đó tới chừng nào luôn ta? Xíu thôi, khoảng 10 phút ạ. 10 phút không? Ừ. Ôi, hình như em có con dao nữa để em dọn phụ anh ha. Ừ. Hả? Để cho mau. Ok, xin cảm ơn và bye bye cả nhà. Bye bye các bạn. Bye.